ở một đặc điểm chung của cái máy Select Drive của THOL đó là gì? Dây cáp siêu êm. Dây cáp nó êm cực kỳ bạn, nó êm như vậy bạn tập nó mới cảm nhận được. Còn mà những cái máy cùi á, dây cáp nó sực bực ức chế lắm. Nhưng mà cái bài tập này nè, mình nó tác động tới lợi cơ BD. Cơ BD. Và cơ lợi 1. Nên cái cách đó, phát triển hệ thống game center của Duy Nguyễn đó, nó chậm lắm bạn. Họ thấy không? Nhiều khi hai năm nó ra được con cái à. Từ lúc thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Xin chào các bạn, đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog thực hành các bạn. Thì trong chương trình Duy Nguyễn Vlog thực hành này là những câu chuyện xoay quanh những buổi tập của Duy. Đơn giản vậy thôi, không có nội dung chính, là những câu chuyện về gym xoay quanh buổi tập của Duy. Trong đó nó có thời sự, trong đó nó có đạo lý, trong đó nó có triết lý, trong đó nó có kinh nghiệm, trong đó nó có kiến thức. Nói chung có tất cả trong một video. Trong đó nó có cà khịa đó các bạn. Nhiều khi trong cái quá trình nói chuyện thì nói chung thì cũng có đụng chạm người này đụng chạm người kia. Nhưng mà là giỡn thôi. Nghe năm các em đừng có ghét anh làm gì hết trơn trời á. Mà các em mà ghét anh, các em xe bài bùm la hết. Nó lại phiền cho anh. Đúng không? Thôi đừng có xe nhiều nha. Xe vô chỗ nào hiền hiền thôi. Đừng có xe vô cái chỗ nào mà toàn anti-fan của anh không. Trời ơi. Xong rồi cái vô comment, anh Duy ơi, ngày xưa em ghét anh như chó vậy đó anh. Má giờ em theo anh, em nể BL. Vậy đó bạn. Nhiều thằng tâm sự bất cười lắm. Má ngày xưa em theo thằng kia, nó chửi anh quá trời luôn. Bây giờ em nhìn lại má bán nhà đi, không mua được bánh mẹt của anh nữa. Thôi em theo anh luôn. Wow. Ồ, nó nói thẳng vậy đó mấy em. Mà cuộc đời, thế giới mạng nó ảo, cực kỳ ảo. Nó loạn, cực kỳ loạn. Đó. Nên chúng ta muốn có một cái bầu trời văn minh đẳng cấp để tập luyện, không có lo chuyện thế sự đó, thì các bạn có thể đến THOL Gym Center. Những cái địa chỉ đẳng cấp, vệ tinh bao quanh thành phố Hồ Chí Minh. Và chỗ tôi quay phim là gì? BBT Bình Tân. Rồi, giới thiệu với các đồng chí. Đây là cái máy tập Select Drive đẳng cấp. Cái máy lưng xô huyền thoại. Cái máy này là máy lưng xô huyền thoại. Tất cả những cái chi nhánh của THOL Gym Center á thì sẽ trang bị hai cái máy này. Hai cái bạn, tại nhu cầu đông lắm. Ở dưới lầu 2 có nữa, đây lầu 3. Nè, để vậy. Tại nhu cầu tập lưng và tập bướm á là cái nhu cầu nó cực kỳ, nó quan trọng, dành cho tất cả mọi giới, mọi lứa tuổi ha, đều thích tập máy này. Và ở cái máy này, máy Mỹ nha các bạn. Máy Mỹ, hàng xịn, 80 củ. Đó, nó đâu có nói hoài. Thì ở cái máy này á, nó hơn những cái máy khác ở những cái, ở cái chỗ là nó bền hơn, nó đẳng cấp hơn, nhìn nó sang trọng hơn. Wow. Đó, và nó thiết kế cái ghế này nó dài hơn, nó tập cho bạn có độ free way nó ok hơn. Còn mấy cái kia nó thiết kế nó hơi dốt á, cái ghế này nó hơi ngắn, bạn ngồi bằng bị gò bó, bằng gò bó bạn không thể nào phát huy được hết cái độ free way của cái máy này. Và cái nữa đó là cái này, Duy rất thích tập cái này, cái độ free way nó 100% các bạn. Wow. Tập nó rất là ok. Còn các bạn tập bằng cái cây không ăn thua. Rồi tập bằng cái này thì cũng được, nhưng mà nó cũng không ăn thua. Tại vì cái giữa cái cầm dọc giày với cái cầm ngang giày thì cái giày này nó là sự kết hợp. Nó vừa dọc vừa ngang, đó, nên nó mang độ free way tốt hơn. Nó tóm lại có các đồng chí cũng lớn tuổi, hồi xưa tập thì cây ngang không à. Đó, rồi các đồng chí trẻ tuổi tập cây dọc không à. Nên chúng ta không khai thác được hết. Và do đó là THOL đầu tư cái cặp giày này, nó free way rất là tốt. Triết lý của anh là gì? Freeway mấy em. Sống mà tự do mà, đúng không? Tình một đêm được. Rồi. Động tác này không cần phải gọi là chưa cần phải đeo đai, đeo điếc gì, đeo dây gì để minh họa cái sự freeway. Đây là một động tác rất là khó tập nha các bạn. Mà nặng bãi ta. Đó, nhớ tập lưng là phải mở bướm. Bướm phải mở ra. Đó, nè, mở ra nè, xong rồi co vô. Wow. Chứ không phải như vậy. Không có thả cái tay gì ông nội ơi. Tập tầm 7, tầm 3 không à. Mấy thằng BT nó chỉ cũng dốt nữa. Đúng không? Tập thả tay vậy, tập gì? Tập vậy nè. Nó tập vậy nè. Đó. Còn thằng nào lịch sự hơn thì tập chút. Nó tập đựng giày, dãnh đít lên. Giật vô cũng đúng, vô.
Đó. Cái thằng bỏ đồ trong hình tập của tao bậy nữa kìa. Đó. Tập gì kỳ vậy? Cái này không được thả. Cái này phải giữ lại vậy nè. Nó phải nằm ở vị trí ngang vậy nè. Nó mở bướm ra nó mới căng vô được. Tập lưng mà không biết mở bướm thôi. Sao bé? Rồi, do đó là tập nè. Để đi vô bình họa cho. Vô, cầm. Đúng không? Nè, chân không có để giày, để giày nè, không có để giày nha. Đó, cô chỏ tựa lên đùi gối. Thẳng cái lưng ra. Nha. Hí. Nhìn cái tay nè, nhìn cái tay nè không? Cái tay nè không? Nè. Hí. Nè không? Không. Hí. Không. Hí. Không. Hí. Không. Hí. 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 Không. Ăn tiền là cho đó. Cái tay. Tại cái tay mình mở vậy, cái bướm mình trên đây nó mở lên. Đó, bướm mình mở lên. Khi mình ép, khi mình giật á, mình giật vô nè, như vậy thì nó mới là sát. Giật về không sát. Chắc chắn, đúng không? Đạo lý quá dễ hiểu. Ví dụ cây đi. Đó, vô. Giật vậy đi, có sát con mẹ gì đâu. Mày chỉ cho tao chỗ sát rồi. Không sát, cái lưng đâu có sát đâu. Đó, mà phải giật vô vậy nè. Ghê chưa? Giật vô vậy nè. Rồi trong quá trình lên nè, mình đi quay nè, mình thả ra, mình để cái tay nó di chuyển xó xéo lên xíu, thả ra, cái tay úp lên từ từ, như vậy nó mới căng nhất, như vậy nó mới căng nhất, chứ vậy đâu căng, đúng không? Vậy sao căng? Căng vừa thôi à, vậy nè. Wow. Căng mau ác luôn á. Không? Đó, rồi chút tập nặng chỉ tới phần freeway, ví dụ thêm cục nữa nặng đi. Đây là một trong bài tập rất đẹp nha các bạn. Cái tướng ngồi rất là đẹp, nhất là phụ nữ á. Wow. Phụ nữ mông to eo nhỏ đó. Còn nếu mà phụ nam thì phải như Duy mới đẹp nha. Phụ nam phải như Duy mới đẹp nha. Đó, bài này ngồi nó tôn lên cái dáng đó. Nên những cái bài tập lưng mà người ta kêu là những cái bài mà sexy. Bài đó động tác, hầu như động tác nào cũng đẹp hết. Trong mấy động tác tập mà, tập ngực mà xấu nhất á. Nhiều khi phủ phàng á mẹ. Bằng lý ơi, trong mấy cái động tác tập nghiêm ngực xấu nhất. Kiểu gì cũng xấu á, đàn ông đàn bà gì cũng xấu á. Mẹ nằm banh háng ra đẩy không gì đẹp. Còn riêng cái động tác tập lưng nha bà Lý ơi. Động tác nào nó cũng vô, nó sexy, nhìn là motivation. Wow. Nhìn là motivation liền. Nhớ. Rồi. Vậy thấy không? Chân không để cong vậy không đẹp. Bây giờ chỉ các bạn đẹp. Mình tới cái tướng mình phải đẹp cái đã. Rồi mới bàn tới cái chuyện tập đúng tập sai. Có thằng nó tập không sai các bạn. Mà tướng xấu thấy mẹ. Nhìn là thiệt, không bao giờ mời là mua đồ luôn. Để vậy không được, nguy hiểm. Đó, vậy nè không. Rồi tới cái mông. Mông nè, đùi thẳng nè không. Thấy không, mông vậy. Xong hồi có freeway nè. Wow. Đó. Nhẹ nhàng thôi, đó. Uyển chuyển, thấy đẹp chưa. Ví dụ con gái là bằng vô tập á, giả bộ. Tháo giày, lụm giày, cột cho giày đâu đằng kia kìa. Để địa cái này của người ta chứ gì ba. Tôi gành mấy ông quá thôi. Tôi gành mấy ông quá thôi. Nha. Nhưng mà cái đó hợp pháp nha. Đúng không? Vô phòng game đẹp quá người ta có quyền người ta địa đó không, không có chờ em về xấu nè, giữ cho cái tướng luôn đẹp nha, tập đẹp anh Duy mới thương nè. Không thẳng lưng, không một tập nặng quá đâu, ra chậm vô. Đó. Con trai thì nó gồng nhiều chứ con gái nó gồng nhẹ nhẹ thôi. Gái tập để săn lưng. Gái tập nhẹ lại nha. Ở một cái điều mà Duy rất thích ở cái máy tập này á bạn, nó là máy Mỹ. Mà máy Mỹ là máy mắc nhất rồi. Wow. Tại sao mình phải nói chữ mắc? Đó, mình nói chữ mắc để mình nổ, để mình quảng cáo thôi. Thấy không? Nhưng mà ở cái máy này nó sẽ có ưu điểm vượt trội hơn những cái máy khác. Ở một cái đặc điểm chung của cái máy Selectride của THOL đó là gì? Dây cáp siêu êm. Wow. Dây cáp nó êm cực kỳ bạn, nó êm vậy bạn tập nó mới cảm nhận được. Còn mà những cái máy cùi á, dây cáp nó cà sực cà bạc, bực ức chế lắm. Đó, dây cáp êm, bạn tập nặng, nó vô rất là nhiều. Còn cái thứ hai là cái khung máy rất là đầm. Nó đầm, nó có hai yếu tố nó làm cho khung máy nó đầm. Đó là khối lượng máy nó phải nặng, đúng không? Khối lượng máy nó phải nặng. Tạ mà làm cho Duy Nguyễn là tạ phải nhiều, đúng không? Như ở đây cụ thể là cái này là hơn 100 kg tạ. Wow. Nhưng mà cái khung của máy đó, cái thép nó dày, nó làm cho khung máy rất là nặng.
mỗi lần khi ráp cái mấy cái máy này là nó tốn gần chục thằng nó khiêng, trời ơi thấy thương lắm em đó. Nên chính vì những cái ưu điểm đó đó thì Duy mới quyết định chọn mua những cái máy gọi là Strutrite đắt tiền đặt trong game. Tại cái quan điểm của Duy làm kinh tế các bạn, nó thực dụng lắm. Tao không có bỏ tiền ra hàng triệu đô la để tao làm cái phòng game, trong khi đó những cái máy rẻ tiền nó nằm trong phòng game của tao. Đó, như vậy nó nghe nó cực kỳ nó vô lý mấy bạn, đúng không? Nên nó thật sự với bạn, những cái mét vuông trong phòng game á của THOL á là sắc ra miếng, hàng là hàng đắt ra tiền. Đó, thì mình phải đầu tư như vậy đó thì cái giá trị thương hiệu của mình nó mới vững bền được. Đó, chứ không thể nào lên mạng quảng cáo phòng game này nọ đẳng cấp mà vô thấy cái máy cùi bắp đẳng cấp cái gì. Đúng không? Nội cái chuyện mua máy mà ông cũng chả dám đầu tư nữa thì ông nói cái gì mà đẳng cấp? Không có gì đẳng cấp hết trơn trời á. Đúng không? Ông vô ông lấy cái nhà kho ra ông decor lên. Ông làm như cái tiệm nail bên Mỹ vậy đó. Xong cái ông nói phòng gym 5 sao. 5 sao con khỉ gì? Mẹ mưa lo chống dột đi kìa. 5 sao. Đúng không mấy bạn? Nên cái cách đó, phát triển hệ thống game center của Duy Nguyễn đó, nó chậm lắm bạn. Họ thấy không? Nhiều khi 2 năm nó ra được con cái à. 5-2 năm nó ra được con cái à. Chứ nó không có đàm ầm. Nhưng mà cái nào á là cái tâm huyết của mình nằm ở trong đó. Đúng không? Mình nhìn cái phòng á nó như là đứa con tinh thần của mình vậy đó. Cái máy đó là cái gì? Chính Duy Nguyễn đặt chân lên Duy Nguyễn đạp. Wow. Đúng không? Như cái máy này là chính Duy Nguyễn ngồi Duy Nguyễn kéo. Chứ không phải là Duy Nguyễn mở phòng game ra lấy tiền của khách trong khi mình đi nhậu. Nó đó là cái sự khác biệt và cái đó là cái niềm tự hào. Mà nó thật sự cuộc đời này công nhận ngẫm lại thấy mình cũng xiên thiệt. Không lẽ tâm sự nó dài dòng chứ thiệt á, tập game không bỏ ngày nào. Từ khi nào quá bận. Nên cái động tác này á là cái động tác nó quan trọng mà mình trong buổi tập mình á mình nên xếp nó thứ hai. Đầu tiên là cái bài mà gọi là Roro bằng ba beo đó, bài nó nặng á, quất trước. Rồi tới bài này bài cấp 2, bài này dùng để gì là mình cảm nhận cơ. Cái không ăn nào mà vượt qua anh am dumbero mà để cảm nhận cơ cả. Cái đó là bùng nổ. Đúng không? Cái đó là khẳng định. Không có cảm nhận được. Đúng không? Cái sự cảm nhận nó diễn ra quá nhanh. Đó, cái cơ mạnh nó làm không à. Cơ 2 đó bạn. Cơ loại 2 á. Người ta kêu cơ là cơ fastress đó. Đó. Nó hoạt động quá nhanh đi. Chúng ta không cảm nhận được. Nhưng mà cái bài tập này nè, mình nó tác động tới lỡ cơ BD. Cơ BD. Và cơ lỡ 1. Đó. Cái cơ BD là cái cơ mà tốc độ nó vừa phải với Duy á. Đó, vừa mới tập đó. Và cái cơ lỡ 1 là cái cơ chậm rãi. Đó, tận hưởng. Đó, mình luyện những cái sợi cơ đó. Và cái bài tập này mình bố trí vậy là đúng. Đó, nên trong buổi tập á, đầu tiên là phải sử dụng cơ nhanh. Sau đó là tới cơ BD. Sau đó tới cơ phụ nữ. Nha. Đó, cơ 2 nó có 2A, 2B, 1 này nó kia kiểu đó. Học lại bài cũ đi. Nè, quan trọng là freeway. Bài này á thì có thể là bạn sử dụng dây kéo lưng cũng được hoặc là không cũng được không sao cả. Tại vì cái cây này cũng căn bản nó không cứng lắm. Bạn có thêm bao tay nữa và cái độ freeway bạn cũng diễn ra nó nhanh. Mà cái này nó cũng không quá nặng. Tập nặng cái này vẫn được. Nhưng mà nó không cần thiết. Nó không cần thiết thôi. Này là Duy chơi là chừng 2-3 tạ thôi. Chứ không có chơi hết. Nè, gái tập vậy nè. Tập vậy là được đúng, mà nó không vô hết đâu nha. Nè. Nó vô nè, không? Nó vô được cái này, nhưng mà nó không vô được cái này. Bởi vậy do đó chúng ta phải tập vậy. Căng à. Đây cũng là một trong những bài chịu lực cái chân rất là nhiều. Đó, do đó không? Chịu lực chân đi ra rung rung. Rung rung. Thôi chóng mặt quá. Chia sẻ bài này vậy thôi. Bây giờ qua bài kia. Bài kia có nhiều cái vấn đề tranh cãi nữa. Cái bài kia là chửi lộn quá trời trên mạng luôn nhé mấy em. Chuẩn bị. Vô. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.